Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn tháng nữa thôi sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Kỳ thi năm nay được xem là có nhiều đổi mới nhất. Vậy những điểm mới đó là gì và thí sinh cần chuẩn bị gì để vượt qua kỳ thi trung học phổ thông tốt nhất? Phóng viên Thời sự chuyên đề đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước hết thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022 đang đến gần. Vậy để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo như thế nào trong việc ôn tập cũng như ổn định tâm lý cho học sinh? Riêng đối với năm nay, chúng tôi cũng đổi mới về để giảm bớt áp lực thi cử cho các em học sinh. Vì do các em cũng trải qua những cái mùa dịch cũng khó khăn nhiều trong việc học tập. Nên chúng tôi cũng tinh thần là chỉ đạo chuyên môn là cũng ra đề vừa phải phù hợp với năng lực của các em và những cái điều kiện tổ chức dạy học theo chương trình giảm tải của Bộ Dục Đào tạo, thực hiện các cái mã trình đề thì giống như cái mã trình đề mà đã xây dựng cho các cái đề thi của các năm học trước đây. Chỉ có một khác á, là năm nay thì Bộ tổ chức tuyển sinh hình thức trực tuyến, thì phải nói rằng cái việc mà tuyển sinh trực tuyến này và tổ chức nộp hồ sơ và tuyển sinh trực tuyến thì đối với Thừa Thiên Huế rất là thuận lợi. Chúng ta đã tổ chức nộp hồ sơ rồi thu hồ sơ tuyển sinh thông qua hình thức trực tuyến từ nhiều năm nay dành cho tuyển sinh đầu cấp, cho nên cái việc mà triển khai nộp hồ sơ trực tuyến đối với khối trung học phổ thông rất là thuận lợi. Về đăng ký xét tuyển thì năm nay các thí sinh sẽ đăng ký sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều đó theo ông thì có những tính ưu việt như thế nào và các em học sinh khối 12 năm nay cần chuẩn bị tâm lý như thế nào ạ? Thì với hình thức này nhá, rất là thuận lợi. Bởi vì cả em thi xong có các em có kết quả, để các em biết mình là khả năng vào được trường nào. Thì lúc đó là các em đã làm hồ sơ, thì lúc đó sẽ thuận lợi cho cái việc là hồ sơ ảo, đăng ký ảo, và nó cũng giảm bớt những cái thủ tục trong quá trình là đăng ký tuyển sinh. Bởi vì các em phải thi đã, để các em có kết quả xong thì các em mới chọn cái trường phù hợp với cái năng lực và đặc biệt là cái kết quả thi của mình, để các em để tham gia vào với quá trình là cạnh tranh với các cái thí sinh khác, để các em có được cái suất ở trong cái trường đại học mà theo cái nguyện vọng và cái kết quả mà các em đã thực hiện được trong cái quá trình các em thi tham gia kỳ thi cùng với các bạn thi trung học phổ thông này, thì đó tôi nghĩ rằng rất là thuận lợi. Chiều trước đấy thì tất cả các em trong quá trình các em nộp hồ sơ thi tốt nghiệp ở trung học phổ thông thì các em phải kết hợp cả đăng ký tuyển sinh đại học. Thì nhiều lúc là các em trong quá trình làm bài của em vì lý do nào đó, các em làm bài chưa tốt chẳng hạn, thì cái việc mà đăng ký tuyển sinh vào các trường đại học, các em cũng tính toán lại. Em có thể là đăng ký vào các trường cao đẳng, và đó cũng thực hiện cái việc là phân luồng, trong cái việc là phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông theo quyết định năm 22 của Thủ tướng Chính phủ. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái thuận lợi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng tiếp tục hướng dẫn cho các cái thí sinh này, để các thí sinh sau khi mà đăng ký hoàn thành kỳ thi xong. Đối với những thí sinh tự do, để được thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được xét tuyển đại học cao đẳng thì cần phải làm những thủ tục gì và lưu ý những điều gì thưa ông? Các thí sinh tự do thì đăng ký tại hồ sơ một cửa của Sở Giáo dục Đào tạo và của Ủy ban tỉnh tại số 1 ở Lê Lai, Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Và chúng tôi cũng đã bố trí sẵn sàng một cái lực lượng để hướng dẫn cho các thí sinh tự do ngoài tỉnh cũng giống như trong tỉnh, để các em hướng dẫn các em trong quá trình là đăng ký thi tốt nghiệp, thi trung học phổ thông cũng như là đăng ký tuyển sinh. Bởi vì có nhiều em thi tốt nghiệp rồi nhưng mà các em muốn có cái kết quả để các em thi vào tuyển sinh của cao đẳng đại học của năm học này, thì các em phải đăng ký vào thi các tổ hợp mà các em tuyển sinh vào các trường đại học mà các em có nguyện vọng. Thì như vậy chúng tôi cũng phải phục vụ cái việc là bố trí lực lượng để hướng dẫn cho cái việc là nộp hồ sơ tuyển sinh của các em. Còn lại thí sinh mà học tại trường thì các em chúng tôi đã tập huấn cho lực lượng làm công tác tuyển sinh ở các trường, thì hiện nay cũng đã hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến của học sinh, thì chúng là không có trở ngại gì và rất là thuận lợi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những thông tin mà ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế vừa chia sẻ.